Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình bắt thằng Hen được 10 con các bạn. Mình đang cho nó vào gọ nè. Đây, vào đây mình được 10 con. Đây. Đây, hai con này nó to quá thì mình đang làm cái gọ bự to hơn để bỏ nó. Ủa sao kỳ vậy em? Rồi chắc nó kẹp quá. Nè. Con này nó kẹp quá. Đen gì nữa? Đúng rồi. Cái này mình không bao giờ nghe tao nói. Con này cái càng nó bị nó kẹp vọng hay gì gãy càng. Bỏ miếng giấy vào để nó giữ ẩm nha các bạn, coi chừng kẹp nha. Con này là khủng lồ. Nó không chịu vô luôn. Coi cái đuôi nó lại em ơi. Đuôi dài hả? Vậy muốn cho nó vô. Hình như nó bự hơn cái gọi anh ơi. Vô nó vô được gì được, nó kẹp kìa, để nó gì được. Em nó kẹp lại đây các bạn, con này nó kẹp mà mạnh lắm nha các bạn ơi. Cái ở dưới đi. Cái ở dưới như nhỏ hơn nữa. Nó cho nó cái đuôi được rồi. Được rồi. Rồi gỡ nó cứ ra. Nhắc lại. Đây, khi mà nó nằm trong gọ này các bạn. Đấy. Vậy thì mình để gọng nó được lâu hơn các bạn, nó không có bị ngủm. Mấy con này bỏ chung nó kẹp hồi là hư hết, gãy ngoe hết. Sinh ra nè, mình mới mới bắt về thì mình ngâm nước nữa các bạn, ngâm cho nó nhả và sình cát ra. Ok, đó xong chưa? Chưa. Con này nhìn nhìn giống một ốc mượn hồn quá. Mình chơi cái gọi nó dài như vậy nè. Bỏ nó vô để gọng gọng thì nó thoải mái hơn. Đấy. Vô rồi mình rút cái nắp này lại. Rồi mày. Ok, nó nhỏ hơn. Được rồi.
Rồi hôm nay mình bắt được 10 con nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị đem đi giao các bạn ơi. Vậy thôi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha.